Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Tôi đã quay trở lại cái tòa lâu đài của tôi ở đây. Quay trở lại game ở đây. Đấy, anh Lợn. Đây là cư dân đầu tiên của chúng ta đấy anh em ạ. Chào anh. Tôi chụp ảnh chung với anh Lợn phát anh em ạ. Lợn đâu anh Lợn này? Đây đúng không? Anh Lợn là anh đi trong này đúng không? Đâu rồi? Rồi. Kẹt thế. Chụp cái. Lợn này. Anh Lợn đúng rồi. Rồi. Chụp cái, chụp cái. Anh Lợn. Anh quay quay đây chứ anh Lợn này. Ok. Quá đẹp anh em ạ. Rồi. Ok các em. Thì ở đây đầu tiên là tôi sẽ phải chỉnh lại cổng của tôi đã. Thì anh em nhìn thấy là đây là tôi vừa mới đào cái cổng của tôi đi ở đây đúng không? Tôi phá cổng của tôi rồi đây. Số obsidian của tôi đây tôi phá đi rồi. Tôi sẽ xây lùi lại cái cổng một block anh em ạ. Tôi sẽ xây lùi nó lại. Thì đầu tiên là tôi phải lùi mấy cái cục quay lại này. Ô sao mình phá cái đấy mà nó chỉ rơi ra cái này à? Nó không rơi ra cái cục sáng à? Cầu mong là trong đó mình grab lại được cái cục sáng em ạ. Đây tôi sẽ 16 cục à, để tôi thử xem grab lại cái cục sáng thì cần thế nào. Có table ở đây không? Có grab table hay gì không? Thế quái nào? Ê, anh em ơi. Anh em ơi, thế quái nào mà tôi đi tôi không mang cái craft table đi à? What? Có vẻ tôi không mang craft table đi rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta không có cái craft table thì làm sao mà chúng ta chế sao chúng ta chế được đồ nhỉ? Từ từ anh em ạ, tôi đang hơi bị nẻ cái môi. Anh em đợi tí để tôi cắn cái da nó bị nẻ ra. Đây. Tôi đoán là chúng ta sẽ phải dùng gỗ ở trong này để chúng ta làm tạm cái craft table. Rồi, tôi mới cắn xong cái da bị nẻ rồi. Kiểu nó cứ bị nẻ sau đó nó cứ cọ cọ làm mình khá là ngứa anh em ạ. Cái chỗ này thì không có chặt đây được rồi. Nó còn chỗ nào mà mình cắt được không ta? Một cái nữa thì là mình đủ đấy anh em. Tôi có ba gỗ rồi mà đúng không? Một gỗ nữa là đủ để làm craft table. Lợn này, anh thấy chỗ nào có gỗ không anh này? Ok các bạn. Chung là cách này nó có hơi hơi mất dạy nhưng mà không sao anh em ạ. Không sao, không sao. Sau này mình thế lại sau. Ý. Ý, ok các em. Rồi. Lại đẹp. Đẹp cứ như mới luôn này các bạn. Đấy, cất đấy. Ok. Đủ rồi làm cái craft table rồi. Chả hiểu sao mà tôi đi đến đây mà tôi không mang craft table đi, chả hiểu được đầu óc tôi luôn. Đúng rồi, tôi xem thử cái sea lantern này. Mình cần có mấy cái mảnh này nữa cơ à? Cần có mấy cái mảnh Prismarine Shard này nữa. Chết cha rồi. Mà mấy cái mảnh này tôi vứt hết ở nhà rồi các bạn. Ok. Nói chung là bây giờ thì chúng ta chưa có cái đèn thì chúng ta phải xây cái bình thường trước vậy.
Thì đây vừa nãy là theo tôi nhớ là hình dáng nó như thế này đúng không? Ok. Đây này, cái chỗ mà nó gọi là làm tôi khó khăn nhất là cái chỗ này này. Nó làm tôi khó suy nghĩ nhất, khó nghĩ nhất. Đấy, thì mình sẽ có cái đèn này đặt đặt nó vào đây này. Thì lần sau tôi về rồi tôi cầm cái Prismarine Shard đi đi đã. Bên này cũng vậy này. À, bên dưới cũng vậy đúng không? Nhòm tí anh em ạ. Đây, đặt hai cục vào đây hả? Ấy, nhặt lại. Rồi. Tôi sẽ phải đào cái này đi này. Xong tôi sẽ làm cái thang. Thang này, này đó. Thang này để bao nhiêu cái đủ nhỉ? Mình khá thiếu đồ anh em ạ. Tôi nhận ra là mình khá là thiếu đồ để mà mình xây được cái này. Đây thôi thì gọi là tôi tạm bợ đi anh em ạ. Để rồi, thế nó có không có cái chỗ này cho mình đi luôn à? Nghèo quá. Khá là thiếu đồ để xây cái chỗ này anh em ạ, để nào tôi đi đào xung quanh ở trong cái lâu đài này. Cổng mình xây nào ta? Này à? Đúng rồi, tôi nhớ là cổng là mình cái lúc ấy thì mình xây sát vào đây này. Đó. Rồi. Xong xây lên cao thôi. Đúng rồi, đủ rồi. Đây là cái mà tôi tự tự thiết kế nha anh em. Cái kiểu thiết kế này là tôi tự thiết kế đấy. Đấy, anh thấy đẹp không? Dù là nó còn hơi thiếu thốn mấy cái xung quanh đúng không, nhưng mà từ từ ấy anh em nhá, mình nối được đường về nhà, xong mình về nhà mình lấy mấy cái thứ mà mình cần, xong mình đến thì mình sẽ hoàn thành nốt cái này. Ok anh em nhá, tôi vào thử, tôi xem thử ở đây có cái gì. Từ từ tôi chạy xung quanh tôi nhòm thử xem cái cổng của tôi đã ok chưa. Tôi thấy cũng gọi là khá là chuẩn với cái thiết kế của tôi đấy. Rồi. À, ok, mình đi ngủ cái. À, chết cha, tôi còn chưa nhảy nữa. Suýt tí nữa thì tôi quên nhảy anh em ạ, từ từ. 1 2 3. Ok anh em ơi. Xong rồi. Đi vào thôi anh em. Tôi nhớ là cái chỗ lần trước là một cái trong cái chỗ mà mình trước là mình vào trong địa ngục nó khá là khó khăn đúng không? Tôi sẽ cầm thêm cái hộp shulker đi. Trông nó có gì thì mình còn còn cất đồ chứ đúng không? Đấy rồi. Tôi khá là mệt với cái chỗ này đây. Ôi anh lợn. Anh vào thế giới của em mà chơi. Anh vào cái lâu đài của em. Nó mát đấy. Anh đứng ngoài này làm gì nó nóng. Ôi. Từ từ anh ơi. Rồi. Nó đuổi tôi kìa. Tôi nhớ là cái cổng hồi trước của tôi nó cũng là trong đâu đó, trong xung quanh cái này này. Bởi vì là nó cũng là ở trong cái vùng tàn tích này. Tôi nhớ là như vậy. Bây giờ tôi không biết là gì gì đấy. Thằng bắn tôi đây. Thằng công à, công à. Tôi không biết là nó ở đâu thôi. Chứ mà tôi vẫn nhớ là nó ở đâu ta. À. Từ từ đã nào. Bề tôi bình tĩnh nào. Từ từ đã, mình dừng game ở đây anh em ạ. Hồi trước là mình chạy theo hướng đông nam để mình từ cái nhà của mình tới đây này. Vậy là mình ở đây mình phải chạy theo hướng hướng tây bắc thì mình mới về được nhà. Vậy thì bây giờ phải xác định hướng. Ơ chết cha rồi. Nhưng mà tôi đứng ở này thì tôi biết hướng nào. Tôi đứng ở này thì tôi biết hướng nào là hướng tây, hướng nào hướng bắc, nó làm gì có mặt trời lặn hay mọc gì đâu. Là sao anh em ơi? Trời ơi, khó nhở, căng nhở.
Để tôi thử đi vòng vòng xung quanh chỗ này, bởi vì cái cổng của mình thì cái cổng hồi trước ở nhà của mình ấy là nó gần gần xung quanh đây mà. Đúng không? Đúng không ta? Mà mình đi từ đấy cũng khá xa đấy. Thôi, sao? Cứ thử đi đi anh em ạ. Mình đi đâu thì mình sẽ đặt đúc cái đó để sau này mình còn biết tường chứ đúng không? Bôn này, đấy xương ấy. Ôi tôi nhắc xương nó mới làm tôi nhớ đến cái chú xương thân yêu của tôi. Chỗ phải trông quen quen, nó giống cái chỗ để cái for chest. Anh em nhớ không? Trước là mình cũng có cái for chest thì nó cũng ở thì nó cũng ở cái vùng ở đấy đúng không? Vì vì sao chỗ kia thì nó có lửa. Chỗ kia có lửa chứng tỏ là có vẻ là tôi từng đi qua đấy rồi, thì kiểu đi thì con gát thì nó mới bắn tôi chứ đúng không? À thế thì khả năng là mình đã khá là gần cái chỗ ấy của mình rồi đấy. Ủa rồi hồ lava đẹp thế. Thôi cái con kia nào, tránh nó nào, tao không chơi với mày nhá. Nhảy nhảy. Ủa ôi to thế. Ủa thôi 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 để sửa luôn anh em ạ. Nào mày vào đây, vào đây. Rồi nói chung là nó ra mấy con nhỏ nhỏ thì nó sẽ không có đáng sợ cho lắm, một quạc là chết thôi. Đấy vào đây, vào đây. Ủa ôi từ 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 nào. À khá là nhanh thôi, nói chung là nó giống như mình farm ấy, khá là nhanh. Tôi thấy ở trên này có đuốc anh em ạ, thì tôi không hiểu vì sao mà trên này thì nó có đuốc. Tôi thấy nó có ánh sáng, để tôi xây thử, tôi bắc cầu lên. Ô, cái ruộng kia trông như cái ruộng bậc thang mà trước là mình đứng ấy nhỉ. Lấy tí đá nào. Tôi nghe tiếng con gát nó bắn tôi anh em ạ. Ủa rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. May quá là tôi đang có tên. Chết mày này, chết mày này, chết mày này. Trốn à, trốn à. Trời ơi, sao mà trốn kịp. Hình như là nếu mà lửa mà nó mà ở trên cái đá linh hồn, cái cát linh hồn thế là đấy thì nó sẽ thành màu xanh anh em ạ. Khá là hay. Đây tôi không biết vì sao mà trên này thì sẽ sáng 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 này anh em ạ. Để tôi xây thử lên trên đấy, tôi nhòm thử xem sao. Tôi nhòm thử xem là có phải là trên này thì nó có cái đuốc của mình không. Bây giờ là mình phải mò mò để mình tìm lại cái cổng cũ đây anh em. À cái lava. Trên này là có lava chứ mà nó không phải là cái đuốc của mình thôi. Đồ ăn đâu. Chết chao rồi. Tôi cho xương ăn nhiều quá nên giờ tôi còn có hai củ cà rốt đấy. À có Enderman. À anh em ơi, à, tôi học được một cái trò khá hay, thì đó là khi mình nhìn vào mặt Enderman này ấy, đó thì nó sẽ đuổi đánh mình đúng không? Thế nhưng mà nếu mình mà cứ nhìn tiếp vào mặt nó ấy, nếu mình mà cứ nhìn kiểu là chằm chằm vào mặt nó ấy, mình không nhìn đi chỗ khác ấy, thì nó sẽ không có đánh mình ở đâu. Thì kiểu thì nó sẽ bị đứng yên anh em ạ. Ở đâu rồi? Ấy. Ơ. Tôi chả biết là ở đâu rồi anh em ạ. À, kệ đi. Tôi chỉ mong là cái lúc mà mình đang đứng mình nhòm bên này thì nó đừng có. Ô kia kia, cổng kia. What? Cổng kia. Cái kia là một cái cổng tàn tích đấy anh em. Ô, mấy cái cổng nhỏ. À, anh em tay men thì anh đang ở bên dưới à. Anh không có tele lên bên trên anh em ạ. Tele là thấp quá, kiểu là cái tầm tele nó nhỏ quá à. Quá ngắn mà ôi. Ái chà. Mày đánh tao, mày đánh tao. Tụi mình trêu anh cái này. Đứng yên này đó. Anh em thấy không? Tôi chụp cho anh em xem kiểu anh nhá. Đây đây. Ê nó chạy rồi. Thế vì là tôi nhìn nó khỏi cái mặt nó chạy rồi. Chả biết đâu rồi. Tôi phải đi xuống. À, hello anh. Đứng yên anh ơi. Ui đau quá.
Đứng yên nào. Đứng yên nào. Từ từ ấy các bạn, từ từ. Từ từ từng bước này, từ từ từng bước này. Tôi chấm vào cái đầu nó. Ê, gì đấy? Thằng này. Mày chơi bẩn này. Đau thế. Sao đánh cứ đau thế? Có ăn đâu. Thằng này. Đâu rồi? Hello anh. Ôi. Láo, chết cay. Cổng kia. Bây giờ một xuống anh kia. Thôi, chung là mình có ngọc nhưng mà mình cứ giữ đi anh em ạ, vì mình ném ngọc xuống trong chốc mình không có biết được lên là mình chết đấy. Tôi mặc cái này vào cho các bọn lợn tham vàng chúng nó không đánh tôi. Nguy hiểm nhờ. Có gắt gủng gì ở đây không? Đấy, từ từ chậm rãi anh em ạ. Sồn sồn xong chốc mình tuột xuống dưới này thố lắm. Đừng có cái thằng Skeleton tao bắn tao nhá. Rồi. Rồi. Đấy. Úi thôi tránh con kia nhá. Đừng có nhảy đến đây nhá. Kê nghe mày. Kê nghe mày. Rồi. An toàn rồi. Tới nơi an toàn rồi. Tôi xây thêm tí nữa. Ơ rồi, ngon quá nhở. Chỉ đúng mình với cổng nữa này. Vùng này tôi nhìn xung quanh tôi không có thấy đuốc của tôi. Có vẻ là trước là tôi. Nhưng mà cái vùng này tối hết nhở. Quái ra mà cái vùng này tối nhở. Block vàng này. Đào luôn này. Rồi. Ồ, oh, cái gì đấy? Xích à? Quái nào mà trong game này nó lại có cả xích à? Hay đấy. Xích kìa anh em này. Unbreaking 3 à? Cũng được. Cái gì đấy? Thật sự là tôi chơi Minecraft cũng khá là lâu nhưng tôi không biết là cái fire charge này thì nó làm được cái gì nhá. Nhá, thật sự tôi không biết đấy. Ồ, oh. Mình dùng nó để mình đánh lửa rồi anh em ạ. Mà nó còn phó hơn cả cái đánh lửa bình thường của mình ấy. Cái đánh lửa bình thường của mình thì mình đánh lửa xong rồi mình còn đánh đi đánh lại được ấy. Cái này đánh lửa mỗi phát hết luôn ấy. Còn gắt láo kìa. Tôi bắn xịt rồi. Tôi có mỗi hai cái tên. Mà con gắt thì phải bắn hai phát thì nó mới chết mà. Tôi bắn xịt một cái rồi. Vậy thì bây giờ mình bắn trúng cái nữa thì nó cũng chả chết đâu. Kệ đi. Về. Xây lên luôn. Ở trong này nó không có mặt trời mọc. Thế nên là mình xác định phương hướng Đông Tây Nam Bắc có khó lắm anh em ạ. Thực ra là nó chả phải gọi là khó đâu. Mà nó gọi là không làm được ấy. Bởi vì vậy nên là tôi có phải đi tôi mò này thôi chứ biết sao. Suýt tiếng nữa tôi lao đầu vào lava này. Hello anh. À anh muốn vàng không? Này. Trời ơi. Thế anh vừa nhặt lại. Rồi. Này anh vàng. Vàng đi. Rồi. Hay lắm anh. Sao mà cái cục này đào lâu đấy. Này anh này vàng kìa. Đứng yên đấy cho em. Tôi xem nó vứt cho tôi cái gì. Đấy. Đây là cái block xương. Anh em nhìn thấy nó có giống như cái xương sống của con nào không đây. Tôi đứng xa ra cho anh em nhìn này. Đấy, thấy không? Ái chà, thằng nó dậy kia, nó bắn tôi à? Kệ đi. Chúng ta không cần phải tốn tên để chúng ta bắn nó làm gì đâu. Thế anh xem có đồ gì ngon ngon anh vứt cho em cái anh lợn ạ.
Em đi trong địa ngục nghèo quá thì em quên mang Grab Table cơ. Có lợn này thì nó có vứt gỗ của mình không nhở? Nó có vứt gỗ của mình ngon quá nhở? Rồi em đâu khát nước anh này. Trời ơi, nó vứt đồ tôi một chút xong rồi đầy cả đồ rồi. Tôi phải cất tạm đồ vào cái hộp này. Tốt lắm anh, cảm ơn anh nhá. Em đào đường cho anh thoát đấy, anh lên đi. Gì đây? Sao nó lại đánh tôi? Bọn lợn này nó có một cái đó là khi mình mở rương ở ở gần nó thì nó sẽ đánh mình. Thế nhưng mà tôi không ngờ là tôi mở cái hộp shulker nó cũng đánh mình. Thằng skeleton. Có lợn này mày đừng có láo. Cút ra. Láo thật. Thực ra mình đánh, thực ra tôi đánh vậy thì tôi cũng sợ anh ạ, vì sợ đồng bọn nó vào đánh mình. Tôi chỗ này nó rất là quen, để nó xây thử lên trên này xem thử làm sao. Xung quanh đây có lợn nào không? Hộp sô cơ này là hộp của tao nhá. Tôi thật, trên mấy con lợn ấy, nó có làm cái gì, kiểu là nó có làm bằng cách nào thì nó cũng chả có được. Được mấy cái hộp sô cơ đâu anh em. Gì đấy? À không, tôi nghe nhầm nó từ cái tiếng nhạc anh em ạ. Khổ. Giờ cứ nghe thấy cái gì thì sợ chứ. Nghe thấy là sợ. Ok, tiếp thôi anh em ơi. Đây, tôi rất là nghi trên này bởi vì tôi không hiểu vì sao cái bên trên này thì nó lại cháy. Nên là tôi phải lên thử nhòm ngay các em ạ. Cực kỳ nghi. Tôi thấy vàng ấy nhưng mà tôi không đào anh ạ, bởi vì chúng ta hạn chế đào chút đi. Tại vì là tập này là đi tìm cái cổng kia mà đúng không? Ok, for chest. Tại sao lại có một cái fortress ở đây à? Cái fortress này nó có phải là cái fortress lần trước thì mình đi không thế hay là sao? Ái chà, nguy hiểm đấy. Không thấy cái dấu hiệu gì nó của cái đuốc của tôi ở đây anh em ạ. Quá ơi đau. Ui. Để tôi đi vào cái fortress tôi xem thử xem có cái đồ gì vui không đấy không. Sao mà nó có lửa ở đây nhỉ? Có gì đây? Thằng skeleton nó bắn tôi đây các bạn. Ồ, vì sao cái fortress này nó to đấy. Ôi sao mà to này, nó vòng đến vài vòng luôn đấy. To nhờ. Mà không thấy dấu hiệu gì của chuyện là tôi đã từng đi cái fortress này. Lạ nhờ. Oh, đây là vùng tàn tích này. Có thể nào trước đây là mình từng tới đây không? Con gát kìa. Kệ đi. Rồi ôi, Faker anh ạ, Faker gọi cho thằng bố. Tôi thấy cái file chat nó khá là giống cái viên đạn của con gát. Thốn nhỉ, mình không có xác định phương hướng là bây giờ là mình không có biết phải đi về hướng nào thì mình tới đấy cổng của bên kia rồi. Đi mò mò xung quanh thì cũng chưa thấy gì. Nhưng mà tôi thấy một cái điều thú vị là trên này tại sao lại dẫn qua đây này, để tôi thử trèo lên trên cái fortress tôi xem thử với các bạn. Trèo lên. Đừng có thằng nào đánh tao xuống nhá. Nói chung là tôi rất là sợ cái fortress anh em ạ. Tôi sợ bọn skeleton đen và tôi sợ cái bọn nó bắn lửa tôi ấy. Không có đứa nào anh em ạ.
Có vẻ là mình may mắn rồi. Ở đây không thể đứa nào cả. Bắn cái gì? Đây, tôi tiến vào gần gần cái vùng này, tôi xem thử xem mà trước đây tôi từng tới cái vùng này chưa. Anh cảm thấy cái vùng này nó quen không? Tôi thấy nó không quen cho lắm nhỉ. Lạ ta. Chết cha rồi anh em ơi, có vẻ tôi bị lạc gọi là lạc. Ô cái gì kia? Bên trên kia thì là cái gì kia? Từ từ tôi qua tôi nhòm cái anh ạ. Cái này là cái vùng gì mà trông hay này. Không tìm thấy cổng cũ mà cũng không có tìm thấy cái lối đi về à, mà cũng không tìm thấy một cái lâu đài nào của cái bọn lợn vàng. Tìm thấy cái fortress thôi. Nếu mà tôi mà có cái Elytra ở đây thì tốt nhở. No hope quá nhở. No hope quá nhở. Anh em đợi tôi tí để tôi thử đào để xây thử qua đây xem bên này có cái gì không nhá. Tôi thấy ở đây nó rất là chuộng cái mô hình ruộng bậc thang em ạ. Có vẻ là bọn làm game Minecraft này nó cũng rất là yêu thích người Việt Nam ấy, thế nên là nó ăn cắp cái ý tưởng này của Việt Nam đấy anh em ạ. Ruộng bậc thang của Việt Nam. Hết đấy rồi à? Tôi thật là tôi rất là sợ cầm ngọc anh ạ. Tôi rất là sợ cầm ngọc bởi vì chẳng may. May là cái hộp sugar của tôi nó không có bay xuống dưới lava các bạn. Nào, cố gắng lên nào. Bị lạc trong địa ngục buồn quá nhở. Thốn quá. Rồi. Nhòm nhòm thử xung quanh xem thấy cổng mình không anh ạ. Nhưng mà nói chung là tôi thấy chỗ này cũng có một cái gì đó nó quen quen anh em ạ. Không biết sao ấy nhưng mà biết đâu tôi đang đi đúng đường. Quen lắm, ở kia nó là cái khu rừng xanh kìa. Anh em thấy không? Nhưng mà trước thì mình có ở... Trước mình đâu có ở cái khu rừng xanh đâu. Holy shit. Không sao. Nói chung là mình đi đâu ấy là mình đã đều đánh dấu hết cả rồi anh em ạ. Nên là anh đừng có lo là mình bị lạc à. Có 4 hướng. Thì nếu bây giờ mà cái hướng mà đi về nhà mình thì sẽ là 25%. Nếu mình là may mắn là mình sẽ đi đúng. Con kia mày đừng có nhảy vào tao nhá. Để yên tao đứng ở đây chứ đừng có đụn tao xuống đâu nhá. Chứ mà trong cái khu này tôi khá là ghét mấy con hộp này nhảy này. Khá là ghét. Tôi nhận ra là tôi sắp hết đuốc rồi. Và tôi nhận ra là tôi chuẩn bị là tôi nhận ra là cái lúc mà tôi mang đồ đi tôi còn không mang than đi cơ. Không mang than, không mang gỗ. Tôi thật là bá đạo mà. Chung là cứ bình tĩnh anh em ạ. Khu rừng xanh này, chung là mình tìm được khu rừng xanh. Chả biết trong khu rừng xanh này có cái gì không. Nhưng mà cái thứ mà tôi cần ở đâu phải là cái khu rừng xanh. Thứ tôi cần là cái nhà của tôi cơ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã tới đây rồi anh em ạ. Chắc là chúng ta phải chắc là chúng ta phải ơi từ từ nào. Oh, hot tourist. Ôi ôi.
Thế là tôi đã đi tới hết tất cả những cái nơi ở trong địa ngục đấy anh em. Tôi đã đặt chân tới hết tất cả những cái địa hình ở trong địa ngục này. Dù sao chúng ta đã tới đây rồi thì đào một chút anh em nhỉ. Sau này mình còn có kỷ niệm chứ, đúng không? Rồi. Thực ra thì cho cây lơ lửng thì hơi có lỗi với môi trường anh em ạ. Nhà tôi sẽ đào hết. Ok. Anh em đấy men. Chào anh. Mẹ em không có dây dưa với anh đang tránh ra. Tào vàng này. Ok. Tôi nhận ra có vẻ là tôi đã lạc khá là xa rồi anh em ạ. Lạc khá là xa rồi. Nên là bây giờ tôi tôi sẽ quay trở lại cái cổng ở cái lâu đài dưới đáy biển của mình anh em ạ. Ok. Và tôi nghĩ là tôi sẽ phải chơi không sạch một tí anh em ạ. Thực sự là tôi rất là ghét cái chuyện là mình chơi sinh tồn nhưng mà mình lại dùng những cái dụng cụ các thứ thì mình xác định phương hướng các thứ ấy. Tôi rất là ghét cái chuyện đó luôn ấy. Tôi rất là kỵ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn cách nào khác rồi, bởi vì chúng ta đi này sau chúng ta lạc qua cả khu rừng xanh này là toang lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái khu cái cổng cũ của tôi và tôi sẽ dùng lệnh để xác định phương hướng anh em ạ. Tránh ra con kia nhá. Con này mới dậy. Yeah. Đau không? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu anh em ạ. Từ từ á. Xử xong bọn này đã. Yếu thế nhưng mà chúng có đông anh em ạ. Đấy. Nó giống cái bọn cá ở trong địa ngục ấy. Bọn tao yếu nhưng anh em tao đông này. Ok anh em nhá, anh em chắc phải đợi tôi 20 phút đấy. Tôi chạy, tôi quay từ đây, quay trở lại nhà chắc là cũng khó khăn à. Ok anh em nhá. Ok. Ok anh em ạ. Sau gần 30 phút tôi vừa chạy vừa tìm đường, bởi vì tôi lại lạc nữa anh em ạ. Tôi đã về nhà rồi đây. Không không, không phải nhà đâu, chúng ta chỉ về đấy cổng thôi. Đấy, thì thế này. Thì chúng ta phải dừng game lại một chút. Để tôi đây thì không không không, không cần dừng nữa rồi. Thì nó như cái lúc đầu mà tôi đã nói là chúng ta phải đi về hướng hướng Tây Bắc đúng không? Tây Bắc để chúng ta có thể về được cái cổng kia. Thì hướng Tây Bắc thì đây. Thì hồi trước là mình có ấn nhầm một cái nút mà nó hiện ra một cái đống chữ này này anh em ạ. Đây cái này này. Đó. Thì anh em có thể nhìn ở cái dòng bao nhiêu ta? Cái dòng từ tôi đếm thử cho anh em xem này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anh em nhìn ở dòng 13 hoặc 14 ấy, cái dòng facing ấy, thì là anh em có nhìn thấy không? Nó đang chỉ là tôi đang hướng về cái hướng west đúng không? West là hướng đông đấy. Đúng không? Ơ. Ừ. Đúng không? North là bắc này. South là đối diện với north là nam này. Hình như là east thì mới là đông. East là đông anh em ạ. West là tây nhá. West là tây này. North là ấy là west north a. À. Nếu vậy thì mình phải đi chéo cái hướng này anh em ạ. North này. West north quét ở đây, phải đi chéo về hướng này anh em ạ. Thì chúng ta phải nhờ sự trợ giúp của sao thằng kia nó cầm cái gì mà rõ sáng kia màu đấy à. Đấy thì chúng ta đã phải trợ giúp của máy rồi thì anh em. Okay. Thế nhưng mà tôi hết đua rồi. Thế nhưng mà cái đấy nó cũng đâu phải là mình hack đâu đúng không? Thì mình đâu có dùng code gì đâu. Thì máy thì nó có cái nút đi cho anh bấm mà đúng không? Ok. Thì đây. Hình như chẳng có bắn thôi anh em ạ. Chúng ta phải đi về cái hướng này anh em ạ. Ơ. Ừ. Có cái fortress nữa kìa. Cái fortress này thì nó có phải cái fortress mà hồi trước thì mình ấy không? Thì fortress này nó cũng ở cái vùng ấy này, mà trên kia nó cũng có lửa.
Ôi đuốc kìa, đuốc kìa. Ôi dồi ôi. Đuốc anh ấy mày. Trời ơi. Đây này. Đây chính là. Trời ơi. Mình đi thẳng từ kia qua đây là mình qua rồi mà chảy. Tôi đi từ đây tôi vòng qua kia rồi thì tôi đi sâu vào đằng sau sau chứ. Chung là ai thì cũng phải có những giờ phút bị điên bị khùng chứ đúng không? Thực ra anh em bảo anh cũng thế thôi chứ anh không biết đường đâu đúng không? Anh đứng mà chê tôi, đứng mà chê tôi. Tôi giận đấy. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xây đường để đi lên thôi anh em ạ. Thì tôi cần một cái đường an toàn để những lần sau chúng ta còn đi lên được chứ đúng không? Cần cái đường an toàn chứ, để những lần sau chúng ta còn sử dụng được cái đường này để quay trở lại rồi thì đi tới đi lui nhỉ. Thì là xây cầu mày. Cầu. Rồi. Đấy tôi mang đá đi là mục đích chính là để xây mấy cái này đấy. Xây mấy cái cầu cùng ở đấy. Không ngờ là cái khu nhà mình lại gần ngay trước mắt cái này mà tôi đi vòng vòng tôi đi qua tận đâu. Nếu vậy là mình biết được là xa xa là nó còn một cái fortress nữa đây đúng không? Thì khi nào mình mà cần đồ gì ở trong fortress thì mình cứ đi xa xa thì cái đoạn đấy mình lấy nhỉ. khá là tiện. Chưa tra rồi. Hết ấy rồi. Đây, dùng cái cobblestone đi. Thì là cái cát linh hồn này là mình đi nó khá là chậm. Nên là tôi sẽ dùng nó để tôi lót ở bên dưới. Nó bị lệch qua bên này à? Nếu vậy thì mình cũng xây lệch qua một tí. Sau này chạy là phải chạy cẩn thận đấy anh em ạ. Chứ mà chẳng may bị ngã cái là cũng thố lắm. Nhòm sao mà gát không đấy anh em ạ. Chúng là tôi cũng sợ lắm. Mình ăn một quả của gát là mình rơi xuống là phần trăm toang là cao lắm. Cái đường này thì có an toàn không nhỉ? Để tôi đi thử không sao đâu. Ôi, vì sao tôi thấy nó hơi nguy hiểm anh em ạ. Nhưng không sao đâu. Không sao đâu. Tôi pro mà. Chỉ khi mà tôi xây đường cho anh em thì tôi mới lo. Chứ còn tôi xây đường cho tôi pro mà. Tôi không bao giờ tôi bị ngã được đâu. Cái kia là cái gì cơ? Thì nó có cái cột này hay không mày? Cột này trông khá là phẳng phiu nhỉ? Trông khá là đẹp. Để xây ngang qua đây luôn đi. Hết đuốc rồi anh em ạ. Nên là mình không cắm bằng đuốc rồi. Em thông cảm nhá. Còn đây rồi. Còn cái stone này. Ok. Rồi. Giờ lại phải xây tiếp từ đây nó băng qua kia nữa anh em ạ. Tôi mong là con cát nó đừng bắn hỏng cái cổng của mình. Mà cũng sắp hết. Phí quá nhở. Thế vậy thì hơi phí nhở. Thì mình còn biết được là ở xa xa đấy thì nó còn có một cái khu trong địa ngục đó đúng không? Khá tiện nhở. Đúng rồi thì một cái khu rừng ở trong địa ngục hết đúng không? Khá tiện. Chúng là bây giờ thì hết ấy rồi thì phải chịu khó dùng cái cát linh hồn này chưa biết sao đúng không? Dù là mình đứng trên nó thì nó sẽ làm mình hơi bị chậm đấy. Cố gắng lên nào. Chúng ta sắp về được home rồi. Chúng ta sắp có đường để đi về home rồi. Giỏi lắm. Giỏi lắm cát ạ. Giỏi lắm. Rồi. Đấy. Anh em tôi pro không? Nếu mà anh em tôi pro thì hãy comment ở dưới comment nhá. Pro quá. Ok. Đó, xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Từ từ á. Rồi, tí đây. Nói chung là mình cũng phải cẩn thận, chẳng may có con skeleton nó bắn mình xuống và phát là cũng vui lắm.
Nói về nhà rồi anh em ơi. Nhìn, cả nhà tôi đâu? Ôi, tôi nhớ là từ đây mà muốn chạy qua nhà mình là mình phải đi một đoạn nữa cực xa ấy đúng không? À, xong rồi mình sẽ đi lên trên này, mình trèo lên trên này. Tôi phải tiếp tục tôi xây ấy tiếp à? Tất nhiên là mình có cái ladder này. À, ok. Tôi biết cách rồi. Đầu tiên ấy là mình tạo một cái này. Rồi. Sau mình sẽ tạo một đống này. Chung là như vậy thì hơi phí gỗ địa ngục, nhưng mà mình có biết là xung quanh đây nó có một khu rừng mà đúng không? Sau mình ấy thì mình chạy đến mình chặt đúng không? Chặt cây à. Rồi. Easy game này thì đào cái này đi nhá. Tôi rất là hay để quên đồ nhá, tôi không hiểu sao thỉnh thoảng tôi cứ để quên đồ. Rồi. May quá là có thằng nào nó xây cho mình cột ở đây luôn. Tôi xây chứ ai xây. Ok. Đường xa phết anh em ạ, đường đi khó khăn. Ôi dồi ôi. Sao mà đường về nhà thì mình rắc rối thế nhỉ? Mình đến đây rồi thì mình đi đâu ấy nhỉ? Chết cha, tôi không nhớ là mình đến đây thì mình sẽ đi đâu nữa anh em ạ. Chết cha rồi, mình đến đây thì mình sẽ đi đâu anh em nhỉ? Anh em ơi, hình như là nhà của tôi là nó nằm ở trên cái đỉnh ấy kìa đúng không? Holy shit. Holy shit. Tôi muốn quay về lâu đài anh em ơi. Chứ không muốn đi tiếp đâu. À kia, ở kia mà. Ủa may quá, tôi suýt tí nữa thì nó chạy qua cái đầu bên kia. Ủa ôi. Ở đây mà. Rồi rồi rồi. May thế. Sao mà đường đi gian nan thế. Này mà cứ mỗi lần mình quên đồ mình quay trở lại mình lấy là khả năng cao là mình bỏ mạng ở đây ấy anh em ạ. Cố gắng lên anh em ơi. Rồi. Home sweet home rồi. Tôi thấy mấy chỗ này khá là nguy hiểm, để tôi phải lấp các linh hồn vào đây để sau này nhỡ chả may mình ngã vào. Đừng có con nào nhảy qua đẩy tao nhá. Mình phải làm vừa nhìn anh em ạ. Cẩn thận. Hết sức cẩn thận anh em ạ. Ôi thật chứ mà tôi đau tim luôn anh ạ. Thật là tôi nghĩ là sang lần sau có gì mình cứ nhờ Sương trở về anh em ạ. Thật. Đi cái này thật, mỗi lần tôi đi cái này chắc là tuổi thọ tôi giảm mấy tuổi luôn ấy. Ok. Ok, về rồi. Ủa. Thôi, sao lắp lại anh em ạ. Đấy. Cũng phải lắp một chút lại. Thôi, cút. Về rồi anh em ơi, về rồi. Ngủ anh em ơi. Nhà rồi. Chào bạn Dương. Rồi. À, con chó nhện kìa. Từ từ tôi ra để tôi tâm sự với anh nhện anh em ạ. Anh Ripper ơi. Anh nổ ai? Anh nổ ai? Chào bạn. Bạn có biết là mình phải đi qua một con đường cực kỳ nhiều sự nóng của dung nham và đầy nước mắt không bạn? Hả? Con nhện này nó phải trả giá anh em ạ. Ok. Tôi mới nhận ra trong tập này tôi chả làm cái quái. Ngoài cái chuyện là mình tìm được cái đường đi từ cái lâu đài qua cái nhà của mình,
tôi tính là tôi sẽ xây một cái đường an toàn để đi từ cái lâu đài để đi tới cái cổng của cái lâu đài, nó qua cái cổng theo của cái nhà này. Nhưng mà ok, tôi cảm thấy cái chuyện đấy nó quá là bất khả thi anh em ạ, đấy nhiệm vụ bất khả thi rồi. Giáp của mình cũng sắp hỏng, nhưng mà tôi nghĩ là tôi phải cất cái giày đi thật sự anh ạ, bởi vì không nó hỏng cái giày này của tôi mất. Cái giày này nó cực kỳ quý này, cất đi để kiếm ra cái khảm Frost Walker là anh em không dùng cái bàn phù phép để anh em khảm ở đâu nhá. Đây này thì nếu mà anh em dùng cái bàn phù phép này này, anh không bao giờ anh em khảm được cái Frost Walker ấy đâu, mà anh em phải phải đổi đồ với bọn dân làng ấy đó, phải đó thì bọn dân làng nó mới chết cho anh em đấy, hoặc là anh em phải đi loot đồ ấy. Thì cái này là tôi loot được ở ngoài đấy, tôi có cái này tiện á. Thì cái này là rương để đồ địa ngục mà đúng không? Tôi cất cái đồ địa ngục nó vào, đúng rồi tôi quên mất, thì mình có một cái rương để đồ địa ngục mà đúng không? Ok ok thì hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Compass để tôi thử. Ok sang buổi sau thì đấy, thế là cuối cùng thì chúng ta đã gọi là có được một cái đường khá là nhanh để đi từ đây đến lâu đài, khá là nhanh nếu mà mình đi ở trong đó, và cũng khá là nhanh để mình đi thiên đàng đấy anh em, nên là phải cẩn thận đó. Thì xong bởi sau thì tôi sẽ xây nhà anh em ạ. À. Đi chu du với đi làm mấy cái chuyện lung tung vớ vẩn nhiều rồi đúng không? Xong buổi sau chúng ta sẽ có một tập thuần xây nhà anh em ạ. Tôi sẽ xây nhà. Và anh biết tôi xây cái gì không? Xong buổi sau tôi sẽ xây một cái gì đó mà cái đó nó sẽ giúp cho tôi hoàn thành được nốt những cái cuốn sách ở xung quanh này, để tôi có thể khảm được cái bàn phù phép này với cái sức mạnh là mắc nhất. Đó. Chắc có vậy thì anh em hiểu rồi nhỉ. Ok anh em nhá, tập này tới đây thôi nhá. Chả làm được cái gì ngoài cái chuyện chạy được từ kia về cái nhà. Ok chào tạm biệt anh em nhá, hẹn gặp lại anh em, yêu tất cả anh em.